Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app xem video mà không có quảng cáo nha. Cái app này thì cũng xuất hiện từ rất lâu rồi mà các bạn cũng đã có người cũng đã biết rồi và có người đã không biết. Nếu như bạn nào đã biết rồi thì hãy bỏ qua video nhé. Còn những bạn nào chưa biết thì hãy cùng mình để tải cái app về để xem video không có một quảng cáo nào nha. App là tiền hoàn toàn miễn phí nha, các bạn không phải lo nhé. Và dòng máy Android các bạn đều tải được nha. Rồi ok, và bây giờ chúng ta hãy tiến hành tải. Đầu tiên các bạn phải có một cái trình duyệt của mình. Các bạn vào trình duyệt của mình để tải. Ở đây thì mình vào trình duyệt Chrome để tải. Sau khi vào Chrome các bạn nhấn tìm kiếm là từ khóa là download YouTube van. Rồi bạn các bạn nhìn thấy dòng thứ hai không? Tải APK YouTube VN Android đó, các bạn bấm vào đó và sau đó các bạn tải về, chọn lưu vào bộ nhớ. Và bây giờ thì các bạn ấy đợi nó tải về. Và hiện tại ở chỗ mình thì mạng nó đang yếu nên quá trình tải hơi lâu một chút, các bạn cố gắng đợi nhé. Ok, bây giờ quá trình tải đã hoàn tất, các bạn ấy tìm đến thư mục các bạn lưu ấy tải về để các bạn cài đặt. Như mình thì mình lưu ở bộ nhớ của thiết bị nên mình sẽ vào bộ nhớ thiết bị để mình ấy. Sau đó các bạn ấn cài đặt. Các bạn ấn insert và đợi quá trình cài đặt hoàn thành. Sau đó bấm OK. OK, bây giờ các bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt ứng dụng YouTube VN về máy để các bạn có thể thao xem phim, xem tất cả những các mục trên YouTube mà không bị quảng cáo nó làm phiền hoặc là xuất hiện quảng cáo. Ngoài ra các bạn có thể thu nhỏ màn hình lại được và các bạn có thể chạy nền. Đó là các bước để tải ứng dụng YouTube VN về để xem YouTube. Video này mình xin kết thúc ở đây. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mình.